Chào các bạn, lại là mình Bạch Tuyết Review đây. Cô gái này mặc dù đã có gia đình, nhưng đều đặn mỗi ngày đều tìm đến nhà bạn thân của chồng, dâng hiến cho anh ta tất cả những gì mình có, lại còn chiều chuộng cho sở thích chụp hình mát mẻ của anh ta. Người đàn ông sau đó tạo thành một album và mang cho bạn bè xem cùng. Nhưng điều bạn không thể ngờ, cả ba người họ đều là những nhà văn nổi tiếng của thời đại, và bộ phim này dựa trên một câu chuyện hoàn toàn có thật. Liệu rằng kết cục của họ sẽ như thế nào đây? Mời các bạn cùng mình xem phim ngay thôi nhé. Câu chuyện bắt đầu vào năm 1985 tại Paris. PJ và Henry đều là học trò của một nhà văn nổi tiếng. Mặc dù cả hai trái ngược nhau về mọi thứ, PJ là một người có lối sống phóng đãng, nổi tiếng là một kẻ đào hoa và không trung tình, trong khi Henry thì lại được sinh ra trong một gia đình gia giáo, có gia cảnh tốt và rất đáng tin cậy. Mặc dù có tính cách trái ngược, nhưng vì là đồng môn nên cả hai đã trở thành bạn thân của nhau. Tuy nhiên, mọi biến cố bắt đầu khi họ cùng yêu một cô gái chính là Mary, con gái của nhà văn nổi tiếng mà họ đang theo học. Với vẻ ngoài phong lưu của mình, PJ đã sớm chinh phục được trái tim Mary, cả hai còn vô tư thể hiện tình cảm với nhau giữa chốn đông người. Henry cũng đã nhìn thấy được điều đó, nên anh đã đưa ra một quyết định trọng đại của cuộc đời. Đó chính là mang tiền sang nhà hỏi cưới Mary. Với gia cảnh nhà anh tốt như thế này, bố mẹ Mary đương nhiên không muốn từ chối. Mặc dù rất buồn nhưng cô cũng đành phải vâng lời. PJ ngay lập tức chạy đến tìm bạn mình để chất vấn. Anh ta hỏi Henry tại sao lại phản bội tình bạn của họ, nhưng Henry chỉ đáp lại rằng cả hai chúng ta đều cùng yêu Mary, nhưng tôi đã chớp lấy cơ hội trong khi cậu không làm gì cả. Với PJ mà nói, Mary thực chất chỉ là một trong số rất nhiều người tình của anh ta mà thôi, trong khi Henry lại tự tin khẳng định, tôi có thể yêu Mary một cách vô điều kiện, nhưng đáng buồn thay, trong tâm trí cô nàng lại chẳng có bóng hình của anh. Mary thường xuyên vắng nhà để đi mua sắm hoặc đi cà phê với bạn bè, chỉ đến khi hết tiền cô mới chịu quay trở về, nhưng về rồi cũng chẳng bận tâm nhìn lấy chồng mình. Trong khi đó, PJ đã quyết định rời đi đến Algeria, anh ta cũng đã sớm tìm được nhân tình mới tên là Jonah, đưa cô ấy về và cùng với đám bạn của mình chụp những bức ảnh mà anh ta thích, rồi sau đó bọn họ cùng với cô gái làm những điều mà ai cũng biết. Mặc dù vậy, ngay khi hay tin PJ quay trở về cùng với cô gái kia, Mary ngay lập tức tìm đến nhà anh ta. Cảm xúc lâu ngày bị dồn nén, khi chỉ còn lại hai người trong một căn phòng thì chuyện gì tới cũng đã tới. Những ngày sau đó, Mary trông cứ như được yêu lại từ đầu, cả hai lén lút trao đổi thư từ với nhau. PJ thậm chí còn đăng ký một mẫu quảng cáo nhỏ trên báo để tỏ tình với cô. Một ngày nọ, Mary tìm đến nhà PJ, ngỏ ý muốn được chụp những bức hình trái với luân thường đạo lý thời bấy giờ, cũng tức là những bức ảnh mà anh ta thích. PJ ngay lập tức đồng ý, rồi sau đó anh ta nhẹ nhàng nói với Mary, nếu anh không thể trở thành chồng của em, anh muốn được làm tình nhân của em. Đồng thời anh ta còn yêu cầu cô hãy viết thư và mô tả lại sự thích thú sau mỗi lần gặp, chỉ tội cho Henry vẫn không biết mình đang bị cắm sừng. Khi PJ đến thăm nhà anh ta và Mary vẫn cố tình tỏ ra như hai người đã lâu không gặp, nhưng khi Henry vừa rời đi lấy ảnh cưới cho người bạn mình xem, cả hai liền ngay lập tức lao về phía đối phương. Lúc có mặt Henry ngồi bên cạnh vẫn không e dè mà thể hiện tình cảm, nhưng có một điều mà Mary không hề hay biết, thay vì in những bức ảnh ra để một mình chiêm ngưỡng, PJ lại âm thầm tạo nên một cuốn sổ, rồi sau đó chia sẻ cho bạn bè của anh ta cùng xem. Đồng thời, câu chuyện tình ngang trái của cả hai đã được PJ viết thành một quyển sách, nhưng cha của Mary lại không thích nội dung của tác phẩm đó. Ông còn thẳng thừng chỉ trích cô gái trong chuyện là một người vô cùng phóng túng. Mặc dù Mary rất buồn khi nghe được những lời này, nhưng cô ấy vẫn không dừng lại mà tiếp tục tìm đến nhà PJ. Những bức hình khác lại tiếp tục ra đời. Sau này Mary còn xin cho cô được giữ một vài tấm để làm kỷ niệm. Một ngày nọ tại một bữa tiệc, Henry cùng với vợ vừa bước vào đại sảnh đã nhìn thấy PJ cùng với nhóm bạn của anh ta. Đã vậy trông vẻ mặt của Jonah lại vô cùng đắc ý, khiến cơn ghen của Mary ngay lập tức trỗi dậy. Henry nhanh chóng biết được giữa vợ mình và PJ đã có gì đó rồi, nhưng anh vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Tối đêm đó sau khi trở về, Henry cố gắng mở một ngăn kéo tủ đã khóa kín của Mary, và những gì nhìn thấy đã khiến anh vô cùng sốc. Ngoài những bức hình đáng xấu hổ kia còn có những lá thư mà cô viết về cảm nhận của mình. Henry lập tức lao đến phòng vợ mình, cố gắng giành lại tình cảm từ Mary trong tuyệt vọng. Anh lớn tiếng nói, hãy thức tỉnh đi, PJ không hề yêu em. Anh ta cũng chỉ xem em là hạng rẻ tiền như Jonah mà thôi. Nhưng điều mà Henry nhận lại là sự tức giận và căm ghét từ Mary. Ngày hôm sau, cô đến nhà PJ và định tạo cho anh ta sự ngạc nhiên, nhưng không ngờ lại được chứng kiến cảnh anh ta cùng đám bạn đang vui đùa với Jonah. Sự việc đó khiến Mary như rơi xuống vực thẳm, nhưng cô vẫn tìm đến chỗ PJ để bật khóc và bày tỏ cảm xúc của mình. Và không ngoài dự đoán, anh ta đã nhanh chóng xoa dịu và khiến trái tim cô vui vẻ trở lại. Kết quả là PJ đã quyết định chia tay với Jonah, đồng thời đưa cho cô ấy một số tiền và yêu cầu cô ấy trở về quê nhà. Jonah rất tức giận nhưng không thể làm được gì với anh ta, nên cô ấy đã quyết định đến gặp Mary hỏi cho ra lẽ. Nhưng chẳng hiểu sao cả hai lại có thể giảng hòa bằng một màn bách hợp không thể ngờ. Sau khoảng thời gian dài gắn bó với nhau, có lẽ PJ đã bắt đầu nảy sinh tình cảm thực sự với Mary rồi. Một kẻ trăng hoa cuối cùng cũng đã biết yêu. Đối mặt với chuyện này, PJ biết rằng nếu cả hai vẫn cứ tiếp tục thì cũng chỉ là mập mờ lén lút, đến cuối cùng cũng chẳng thể nào có kết quả tốt đẹp. Thế nên anh đã quyết định dừng lại mối quan hệ này và chuyển đến Algeria sinh sống. Mary đọc được bức thư anh để lại mà như muốn chết lặng, đau khổ vội chạy đi tìm PJ trong vô vọng. Kể từ sau ngày hôm đó, Mary như một cái xác không hồn. Mọi người tìm đủ mọi cách nhưng vẫn không thể nào làm cô vui trở lại. Không những thế, cô còn muốn đệ đơn ly hôn với Henry, mà trong thời gian này Mary cũng hay tin mình đã có thai. Không ai khác chính là con của PJ. Người mẹ liền vội khuyên bảo con gái, hãy quên người đàn ông đó đi, chẳng lẽ con muốn đứa bé sinh ra không có cha hay sao? Trong khi đó, vì yêu vợ nên Henry đã chấp nhận tất cả. Anh chủ động tìm đến chỗ PJ, thông báo về việc Mary đang mang thai, đồng thời mong muốn anh ta sẽ trở thành cha đỡ đầu của đứa trẻ. PJ nghe được tin bỗng có nhiều cảm xúc lẫn lộn. Trong tình thế khó xử này, anh ta chẳng biết phải nên vui hay buồn. Vài tháng sau, Mary đã hạ sinh một cậu bé kháu khỉnh. Henry cũng vì muốn làm cho Mary vui nên đã đặt tên đứa trẻ là PJ. Sau đó anh còn tìm đến chỗ người bạn thân của mình để sắp xếp một cuộc gặp gỡ. Chiều hôm đó, khi hai vợ chồng đi dạo trong công viên, đôi mắt Mary bỗng hiện lên sự vui mừng khi nhìn thấy PJ phía trước. Biết được cả hai sẽ có rất nhiều chuyện nói với nhau sau khoảng thời gian dài xa cách, Henry đã lấy cớ đi mua nước để cho họ có không gian riêng. Hơn một năm qua chưa bao giờ Mary vui đến như thế. Khi đi đến một chuồng hổ, PJ muốn chụp cho hai mẹ con một vài tấm ảnh để làm kỷ niệm. Henry thấy vậy liền lập tức bước vào khung hình. Có lẽ rằng anh đang muốn khẳng định sự hiện diện của mình trong cuộc đời Mary, nhưng mọi nỗ lực của anh đã bị họ từ chối. Sau đó hai người đàn ông đã tâm sự riêng với nhau. Henry liền hỏi người bạn của mình, cậu có nghĩ tôi là một kẻ bị cắm sừng đáng thương không? PJ lập tức trả lời rằng, không, cậu thực sự là một người đàn ông rất cao thượng. Món nợ ân tình này có lẽ cả đời tôi cũng không thể nào trả hết. Nghe được điều đó nên Henry đã đưa ra một thỉnh cầu, nhờ người bạn sắp xếp cho mình vào căn nhà sát vách nhà anh ta. Rồi sau đó Mary đến tìm PJ như mọi khi. Lúc cả hai vui vẻ với nhau thì cũng là lúc Henry áp sát tai vào tường, cảm nhận âm thanh của tiếng thở gấp gáp, những cảm xúc mà có lẽ suốt cuộc đời này anh chẳng bao giờ có được với vợ mình. Sau đó, vì không muốn để lạc mất PJ thêm một lần nào nữa, Mary đã tìm cách để anh ta ở lại mãi mãi bên mình. Biết cô em gái Louis có tình cảm với PJ, Mary đã âm thầm sắp xếp một cuộc gặp cho cả hai tại nhà của anh chàng. Mọi việc sau đó đã diễn ra theo đúng như kế hoạch. PJ biết được chuyện này đều là do Mary làm nên rất tức giận. Anh ta không muốn kết hôn với Louis, nhưng Mary đã thì thầm vào tai anh ta, anh có muốn được ở bên cạnh em, được em chăm sóc mỗi ngày không? Vì yêu anh nên em sẵn sàng chia sẻ anh với người khác. Không những thế, cô ấy còn nói, chụp hình một người thì bình thường rồi, chụp hình cùng lúc cả hai người chắc chắn sẽ thú vị hơn. Điều đó không ngờ đã khiến PJ đồng ý, nên sau đó anh đã mang tiền đến hỏi cưới Louis. Một thời gian sau, PJ đã không may gặp một căn bệnh lạ dẫn đến mù lòa, nhưng anh ta vẫn nuôi hy vọng sau khi hồi phục, có thể sẽ được nhìn lại cuộc sống theo một cách mới. Trong khi đó, Mary đã tự viết và xuất bản cuốn sách đầu tay. Nó dựa trên câu chuyện tình của họ nhưng lại xuất phát từ cảm nhận của riêng cô ấy. Quyển sách đó không ngờ lại được mọi người yêu quý và bán rất chạy. Kết phim, Mary một mình tự tin sải bước trên đại lộ. Giờ đây cô đã có được tất cả những thứ mình muốn, một mối tình viên mãn với người mình yêu, và những thành công bước đầu đưa cô trở thành nhà văn nổi tiếng của thời đại. Nhưng góp phần lớn trong số đó chính là sự bao dung cao thượng của Henry. Sau khi xem xong bộ phim, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ Mary là một cô gái lẳng lơ và không ra gì, nhưng cũng có người sẽ nghĩ cô ấy đang cố gắng đấu tranh để giành lấy tình yêu, sống thật với cảm xúc của chính bản thân mình, điều mà không một cô gái nào ở thời đại đó dám làm. Bạn nghĩ sao về bộ phim này? Hãy để lại bình luận bên dưới cho chúng mình cùng biết nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.